Tập 12. Lâm Tổng à, thật ra trước đó chúng tôi cũng hơi sốc nổi, nhưng quả thực đều đã dốc hết sức rồi. Tôi hiểu rồi, Lòng Tiến không phải chuyện của một cá nhân. Các cô cậu có vấn đề của mình, tôi cũng có trách nhiệm của tôi. Vì vậy tôi dựa theo đặc điểm của mỗi người đã sắp xếp lại vai diễn. Tú Nhiên, Giang Trang Minh, tại sao tôi lại bị hạ xuống thế? Có trách nhiệm gì dội gánh giác? Gia đại sư huynh này cậu phải nhận. Về về tập thể, tôi đồng ý. Tử Duy, giọng của cậu trầm và chắc hơn, phù hợp với sự cao ngạo, lạnh lùng và trưởng thành của Thành Tiềm hơn. Thử xem. Vâng. Tiểu Bạch, cậu lòng Lý Vân đi, tinh nghịch lanh lợi, hợp với cậu đó. Vâng, tất cả nghe theo Lâm Tổng. Châu Sản, thật thà điềm tĩnh, lại còn biết chăm sóc người khác. Hàn Viên, giao cho cậu đó. Dương Linh Linh, Du Lộc Hy, vai của hai người không đổi. Trong Lục Giao, mặc dù có nhiều vai nữ, cũng không có nhiều đất diễn, nhưng nếu như có thể phối hợp tốt thì cũng là một nét chấm phá đặc sắc. Thế nào mọi người, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi ạ. Tiếng không đủ to, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Về công ty tập phải mới thôi. Đi thôi, đi thôi. Mau đi thôi. Châu Sản, đợi một chút. Lâm Tổng, chỗ tôi có công việc thu âm sách nói nhỏ nhỏ, cần cậu thu. Lâm Tổng à, nhiều người như vậy, tại sao anh chỉ gọi tôi chứ? Người đáng tin cậy thường luôn rất bận, người rảnh thì không đáng tin. Trong tất cả mọi người cậu là hợp nhất. Việc nhỏ thôi, chẳng kiếm được bao nhiêu đâu, nhưng có thể luyện tập một chút. Làm cho tốt nha. Cảm ơn Lâm Tổng. Sư phụ, có phải là anh quên việc gì rồi hay không? Tôi quên gì hay sao? Anh quên khen tôi. Tôi vẫn cần khen cô hay sao? Thế tôi nghe tí cũng được mà. Thôi được rồi. Thực ra tôi biết, từ lâu cô đã coi họ là người một nhà. Nếu không nhờ có cô và nhóm Châu Na, mọi người cũng sẽ không trở lại. Cho nên sư phụ vẫn phải cảm ơn cô. Khách sáo quá. Tối nay muốn ăn gì? Tôi mời. Mời tôi đi ăn hay sao? Có thật không vậy? Lương Tổng, anh thấy hội trường thế nào? Cũng không tồi. Đây là buổi fan meeting đầu tiên từ sau khi Nhất Y về nước. Nhất định đừng để xảy ra sai sót. Cậu đi làm việc đi. Lương Tổng, Nhất Y đã đến phòng hóa trang rồi. Được, vậy tôi sẽ qua đó ngay. Tôi đưa anh đi. Bên này. Trang Tâm Nam kể cho ta nghe một câu chuyện. Bởi vì yêu một người phàm, cô ấy thậm chí tình nguyện từ bỏ tiên căn. Tiểu sư huynh, đường mật này đắt lắm đấy. Ta từng thấy kiếm của huynh ở Thục Trung. Được đại vĩ. Được lại nhé. Thực sự nghĩ là ta vô tâm không biết đau lòng hay sao? Nói chuyện gần gũi chút. Thực ra là cô thích người đó đúng không? Sư phụ, tiểu sư huynh, đây là đệ tử ta mới nhận về. Không có gì là ta không thể làm cho huynh ấy. Thực ra ta cũng vậy. Lương Tổng, anh ngồi đó tí đi. Xong ngay đây. Chuẩn bị quần áo giúp tôi nhé. Vâng. Thế nào, hôm nay em trang điểm đẹp không? Đẹp chứ. Em gái anh làm gì cũng đẹp hết. Nói đi, đến tìm em có chuyện gì? Là thế này, lát nữa trong fan meeting em nhớ tuyên truyền hạng mục mới của công ty nha.
Em đồng ý sẽ lồng tiếng cho phim hoạt hình mới của công ty lúc nào chứ? Đây là fan meeting của em rồi còn gì? Thế em quảng cáo cho phim mới của công ty nhà mình tí thì có vấn đề gì nào? Lúc trước chúng ta nói rồi, chuyện gì là chuyện đó. Em chưa từng đồng ý sẽ lồng tiếng cho phim mới của anh. Em có ý gì để chiếm Lương Nhất Yên? Có phải trong lòng của em khinh thường dự án của anh trai em không? Không phải như vậy đâu anh. Em thấy dự án mới đúng là tốt, nhưng mà nó không khác lắm với các vai trước của em. Toàn là diễn cớ. Anh thấy em làm thế là vì Lâm Nam. Thật sự không phải, em thề đó. Em suy nghĩ từ góc độ chuyên môn thôi. Góc độ chuyên môn nổi gì? Anh nói em nghe. Được rồi, em không kịp nữa. Em phải đi thay đồ. Dự án mới của công ty. Dự án mới của công ty. Được rồi, chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Mèo mèo mèo, mau đi đi. Cảm ơn anh. Nhất Y đại đại, tụi em yêu chị. Nhất Y đại đại, tụi em yêu chị. Cảm ơn. Cảm ơn. Hello, chào mọi người. Tôi là Lương Nhất Y đây. Tôi về rồi đây. Vô cùng cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây hôm nay. Đồng thời cũng phải cảm ơn anh trai của tôi vì đã tổ chức buổi fan meeting này cho tôi. Mong mọi người cũng sẽ cổ vũ cho anh ấy như thế nha. Được rồi, giờ nếu như mọi người có câu hỏi gì có thể bắt đầu hỏi rồi. Nhất Y đại đại, xin hỏi tại sao cô lại muốn về nước phát triển? Bởi vì việc lồng tiếng cho phim hoạt hình trong nước đang ngày càng tốt hơn. Tôi nghĩ tôi có thể mang những gì tôi học được ở Nhật về đây. Nhất Y đại đại, bây giờ giới lồng tiếng đang rất quan tâm đến chương trình đầu tiên của cô sau khi về nước. Cô có dự định gì hay không? Thực ra lần này tôi về cũng đang không ngừng tìm kiếm nhân vật và kịch bản hay. Giờ về căn bản đã quyết định rồi. Tôi tin rằng tác phẩm mới sẽ sớm được gặp mọi người. Có thể tiết lộ một chút được không? Là vai Tiểu Sư Muội và 2 vai nhỏ khác trong Lục Dao của Phong Lăng. Đến lúc đó mong mọi người có thể ủng hộ cho tôi ạ. Chúng em yêu chị. Ngoài tác phẩm của hoạt hình Phong Lăng, tôi cũng sẽ có các vai khác nữa, nhưng mà chủ yếu chỉ là lồng tiếng cho Tiểu Sư Muội. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nhất Y đại đại, em yêu chị. Được rồi, mọi người đếm ngược cùng tôi nhé. 3, 2, 1. Nhất Y đại đại. Thêm bước nữa nha. 3, 2, 1. Tốt quá rồi. Mọi người dọn đồ quay lại đi. Được. Đúng rồi, đi thôi, nhanh lên, đi thôi. Lòng đất tốt. Lần này cảm ơn cô nha. Sư phụ đừng khách sáo với tôi quá. Mọi người có thể trở lại là chuyện tốt. Tôi cũng muốn dự án được hoàn thành tốt. Cô đã giúp tôi tìm hiểu nhiều người như thế. Nhưng còn một người quan trọng nhất, tôi vẫn chưa tìm hiểu được. Quan trọng nhất hay sao? Không phải anh quen cô ấy hay sao? Thì đúng là tôi quen cô ấy. Nhưng qua lần này tôi phát hiện ra, tôi vẫn chưa hiểu rõ con người thật của cô ấy. Vậy anh cần tôi giúp gì cho anh hay sao? Chuyện này chỉ có cô mới giúp được cho tôi thôi. Vậy nhờ cô nha. Tôi đi trước đây. Không phải anh ấy thân với Lưu Nhất Y lắm hay sao? Lương Nhất Y, em muốn chọc tức chết anh hay sao? Trước khi lên sân khấu, anh đã nói với em thế nào chứ? Bảo em quảng cáo cho việc của công ty nhà mình. Em quảng cáo đến đâu rồi? Anh là người không phải mấy nhắc lại. Em chỉ nhắc đến Lục Dao một lần thôi mà. Anh có thể đừng có càm ràm không? Đừng càm ràm nữa là sao? Anh hỏi em, đây là gì? Đây là mặt. Em biết đây là mặt. Em cũng biết mà. Anh không cần mặt mũi hay gì. Du Long tổ chức fan meeting cho em. Cuối cùng em toàn đi quảng cáo phim cho công ty khác. Công ty mình thì không nhắc tới. Anh à, anh nói mấy câu được rồi. Đừng có nói mãi không tốt đâu. Anh mà còn nói nữa, em sẽ nghiêm túc nói chuyện này với anh đấy. Em nói đi, anh nói không đúng chỗ nào. Lương Nhất Xuyên, có phải anh nói sẽ làm fan meeting cho em hay không? Đúng thế. Thế tại sao ở hội trường toàn là hình phim hoạt hình không vậy? Em có ý kiến tí nào không?
Anh đã lôi em ra để quảng cáo rồi đấy còn gì. Nói xa cách thế làm gì? Chúng ta là người một nhà với nhau. Chúng ta là anh em ruột. Em chia rõ ràng thế làm gì chứ? Của em thì chẳng là của anh. Em từ Nhật về đây là để tạo nên đột phá. Lục Dao lại là một tác phẩm kinh điển. Anh Lâm Nam đồng ý giao cho em cả ba vai để em thử các phong cách khác nhau. Việc này phù hợp với kế hoạch tương lai của em. Là còn giao cho em cả ba vai nữa chứ. Em gái ngốc của tôi, em đừng có ngốc nghếch thế nữa được không? Lâm Nam chẳng đáng tin gì hết. Nhỡ xảy ra sai sót thì sao? Anh đừng có làm trò lý gián. Anh Lâm Nam đã hứa với em rồi thì nhất định sẽ làm được. Cứ mở miệng ra là anh Lâm Nam. Suốt ngày làm anh tức chết mà. Em có thể có đầu óc hơn được không? Ai đấy? Em xem nào. Chuyện công việc thôi, đừng có hóng. Em chẳng thèm xem. Em gái à, vừa rồi em nói em muốn tạo nên bước đột phá. Là anh trai của em, anh thấy em có thể đến Phong Lăng thử xem. Anh bị em thuyết phục rồi. Đi đi. Đi đi, ngơ ra đó làm gì? Mau đi đi. Đi đi chứ, đi đi. Không thể hiểu nổi anh mà. Cố lên nha. Thằng Bách Cấp, giờ đây chút đi. Lương Tổng, anh tìm tôi. Là thế này, cô là thợ Bách Cấp đúng không? Vậy thì cô trang điểm cho tôi đi. Cho anh hả? Vâng, được rồi, đợi chút. À, đàn ông trang điểm liệu có kỳ quá hay không? Cũng bình thường thôi. Vậy thì anh có muốn trang điểm nữa hay không? Có chứ. Nhưng mà cô phải trang điểm thật tự nhiên. Như không trang điểm còn phải đẹp nữa nha. Vậy tôi có cần đắp mặt nạ không? Dạ không cần, da của anh rất đẹp rồi. Tôi vẫn luôn muốn mời cô ăn cơm. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Tôi không ngờ khoảng cách của các bạn này hơi xa. Khá ổn mà, trông rất hoành tráng nữa. Nói đến ăn cơm, đáng lẽ phải là tôi mời anh mới đúng. Tôi vẫn luôn muốn cảm ơn anh. Cảm ơn tôi gì chứ? Dù gì thì trước đây anh đã từng dạy tôi. Cô không cần phải khách sáo. Chúng ta đã là bạn rồi mà. Thực ra ngày hôm nay tôi muốn đến đây để hỏi vài chuyện. Cô nói đi, tôi muốn tìm anh để tìm hiểu về một người. Anh, đều tại tôi. Cô nói xem, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi mà tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân tử tế với cô. Năm nay tôi 30 tuổi, cô market, không hút thuốc, không uống rượu. Ba mẹ của tôi thường xuyên kinh doanh bất động sản ở nước ngoài. Lương Tổng à, anh nói với tôi những chuyện này làm gì chứ? Thì đỡ mất công cô hỏi thôi. Tôi chủ động nói với cô luôn. Thực ra tôi muốn nói là em gái của anh Nhất Y đó. Nhất Y, nhất định là cô ấy muốn tìm hiểu mình nhưng ngại nói, thế nên cô ấy lấy em của mình ra làm cái cớ. Lương Tổng à, anh cười gì thế? Cô muốn tìm hiểu về Nhất Y phải không? Tôi nói cho cô biết, em gái của tôi nó rất xuất sắc. Tôi đã chăm sóc em ấy từ nhỏ đến lớn. Có người anh như tôi mới có người em gái xuất sắc như vậy. Đây cũng là nhờ có tôi, từ nhỏ đã là một tấm gương sáng cho em của tôi noi theo. Lương Tổng, tôi thực sự muốn tìm hiểu thêm về Nhất Y, chứ không phải là anh đâu. Không phải tôi hay sao? Cô xem, sao tôi lại nói sang tôi rồi? Không kìm được, xin lỗi, xin lỗi. Thật ra cũng không phải là tôi muốn tìm hiểu về Nhất Y, là Lâm Tổng muốn hiểu thêm về Nhất Y thôi. Lâm Nam, cậu ấy quen biết Nhất Y rất lâu rồi. Cậu ấy rất hiểu con bé mà. Nhất Y ở nước ngoài rất nhiều năm, bây giờ mới về. Lâm Tổng chỉ hiểu con người trước đây của cô ấy. Bây giờ anh ấy cần tìm hiểu lại con người hiện tại của cô ấy. Dù gì thì Nhất Y tham gia vào Lục Dao, tìm hiểu lại cũng có ích cho việc lòng tiếng. Thế sao cậu ấy không tự đến hỏi?
Cái này thì tôi cũng không rõ lắm. Hôm nay anh ấy nhờ tôi đến đây giúp đỡ. Hiểu rồi. Chuyện này chúng ta là người ở giữa, chuyển lời qua chuyển lời lại không có ý nghĩa gì đâu. Tôi thấy chỉ bằng để cho hai người họ gặp nhau trực tiếp đi. Cô thấy sao? Vậy cô hẹn Lâm Nam, tôi hẹn Nhất Y. Sao? Được. Anh cảm thấy để cho Lương Nhất Y lồng tiếng cả ba nhân vật có phù hợp hay không? Thực ra mở lớp lồng tiếng là để cho người mới có thêm cơ hội. Thế nên Lương Nhất Y chỉ lồng tiếng vài tiểu sư muội là hợp lý nhất. Nếu như anh không cho cô ấy lồng tiếng cả ba nhân vật thì anh phải nói rõ ràng với người ta. Tôi sẽ nói. Tôi nói hay là anh nói đây? Để tôi nói cho. Ngày mai tôi hẹn cô ấy. Tôi sẽ nói trực tiếp với cô ấy. Nhất Y, anh Lâm Nam. Ngồi đi. Ngồi. Anh đã gọi cà phê cho em rồi đó. Còn cả bánh ngọt nữa. Thử đi. Cảm ơn. Anh Lâm Nam, hôm nay anh hẹn em ra đây là có việc gì thế? Nhất Y à, Thực ra hôm nay anh gọi em ra đây cũng là để nói về việc lồng tiếng Lục Giao. Cứ phải gọi ra đây nói chuyện hay sao? Không phải trước đây chúng ta đã nói rồi hay sao? Phải. Em lồng tiếng cho giai tiểu sư muội đúng là không có vấn đề gì. Anh Lâm Nam cũng rất hài lòng. Chỉ có điều một mình em lồng tiếng ba nhân vật thì e là không được. Em lồng tiếng tốt hơn tất cả mọi người, sao lại không được chứ? Không được chỗ nào? Nhất Y, thực ra anh muốn em hiểu rằng anh tìm người mới là muốn thay máu mới cho Lục Giao, để cung cấp nhiều nhân tài hơn cho nghệ thuật lồng tiếng phim quốc ngữ. Em cũng biết đó, người mới trong ngành này rất khó khăn. Nữ diễn viên lồng tiếng mới lại càng khó khăn hơn nữa. Huống hồ giai tiểu sư muội đúng là giai hợp với em nhất. Em hiểu rồi. Anh thật lòng xuất phát từ quan điểm trong ngành. Cũng giống như năm đó vậy, anh và anh trai của em làm diễn đàn lồng tiếng cũng là vì muốn tạo vị thế lớn hơn cho phim lồng tiếng quốc ngữ. Hiện giờ em cũng là một trong số đó. Mỗi người chúng ta đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ. Được, em biết rồi mà. Bây giờ đến lượt em nói rồi chứ. Được rồi, em muốn nói gì chứ? Anh Lâm Nam, em thích anh. Chúng ta yêu nhau đi. Nhất Y, thực ra trước giờ anh đều coi em như em gái ruột của mình. Em biết rồi. Em đi học nhảy đi. Em đừng muốn hỏi anh một câu nữa. Là vì Du Lộc Hy sao?
Lương tổng à, sao còn có hoa nữa? Tôi tặng cho cô đó. Cô không cảm thấy nơi này rất lãng mạn, rất giống như đang hẹn hò hay sao? Tôi tặng hoa cho cô, cô hiểu ý tôi chứ? Lương tổng à, tôi nghĩ là anh hiểu lầm rồi đó. Hôm nay tôi đùa cô thôi. Hoa này tôi đặt cho Nhất Y, nó muốn tặng cho Lâm Nam. Nhất Y muốn tặng hoa cho Lâm Nam sao? Vì sao vậy? Dùng để tỏ tình đó. Ai tỏ tình với ai? Cậu không rõ ràng hay sao? Lâm Nam không như tôi, cậu ấy quá chậm hiểu. Chuyện này còn phải để con gái chủ động. Hoa này tặng cho mình còn hơn. Sao hai người lại ở đây chứ? Chúng tôi đang đợi anh đó. Đợi tôi. Hoa này là của ai? Là của tôi. Sao cậu lại tặng hoa cho cô ấy? Hoa này là tặng cho anh đó. Tặng cho tôi sao? Sao lại tặng hoa cho tôi? Đây là hoa của Nhất Y tặng cho cậu. Nhất Y muốn tặng hoa cho tôi. Trong chuyện này có hiểu lầm gì đó rồi. Tôi vừa gặp Nhất Y. Bây giờ cô ấy đến lớp học nhảy rồi. Cậu đã gặp Nhất Y rồi hay sao? Đúng. Chuyện gì thế? Cậu nói gì với em ấy rồi? Cậu gọi điện cho cô ấy đi. Chuyện gì thế? Không phải cô gọi tôi đến đây hay sao? Sao Lương Nhất Xuyên cũng ở đây? Cô không phải vì anh hay sao? Ý cô là gì? Thì tại vì anh nói anh muốn. Cậu nói gì với Nhất Y vậy? Tại sao em ấy lại không nghe điện thoại của tôi? Vừa nãy Nhất Y nói với tôi là em ấy muốn lồng tiếng cả ba nhân vật. Tôi từ chối rồi. Em ấy nói thích tôi, tôi cũng từ chối. Cậu có còn là người nữa hay không? Đó là em gái của tôi. Cậu bình tĩnh lại đi. Nhất Y cũng là em gái của tôi. Tôi không thể lừa em ấy được. Hai người đều bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi mà. Buông ra. Buông ra đi. Anh Lâm Nam, bây giờ em muốn nói với anh rằng bất kể em giao gia gì cho em, em đều không muốn tham gia lồng tiếng cho Lục Giao nữa. Giống như gì em không phải là nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, thì em thà chọn rút lui. Cô có nên giải thích với tôi chuyện ngày hôm nay là thế nào không? Là anh nói muốn tìm hiểu mỗi thành viên trong đội lồng tiếng. Anh muốn tìm hiểu Nhất Y, cho nên tôi muốn giúp anh thôi. Nhất Y là cô em gái tôi quen biết từ nhỏ. Đương nhiên là tôi hiểu em ấy. Anh hiểu cô ấy hả? Anh có biết cô ấy đã phải nỗ lực thế nào không? Vậy thì anh có biết là cô ấy biết nhảy không? Cũng biết. Trước đây em ấy đã biết nhảy rồi. Sau khi đến Nhật em ấy nhảy càng đẹp hơn. Rõ ràng là anh hiểu rõ cô ấy như vậy. Biết cô ấy rất xuất sắc, là dễ thương nữa. Tại sao lại từ chối cô ấy làm gì? Chẳng lẽ tôi phải thích một người vì người đó dễ thương hay xuất sắc hay sao? Tôi chỉ coi Nhất Y như em gái thôi.
Còn nữa, sau này cô phải cố gắng giữ khoảng cách với Lương Nhất Xuyên. Con người cậu ấy hay nghĩ ra mấy thứ chủ ý dớ dẫn lắm. Đâu có, tôi thấy con người của Lương Tổng khá tốt. Hơn nữa hôm nay cũng là do tôi trước. Con người khá tốt. Tóm lại là sau này không có việc gì thì hạn chế tiếp xúc đi. Sư phụ à, anh ghen hả? Bonus. Đại sư Quynh, Quynh làm như vậy? Quynh đấy là đại sư Quynh của ta, ta mới là tiểu sư muội. Vậy cô cũng phải hỏi xem Quynh ấy có nhận cô hay không. Hỏi thì hỏi. Đại sư Quynh, Quynh nói đi, ai mới là tiểu sư muội? Tiểu sư muội đương nhiên là muội rồi. Lần sau nếu như muội còn thua nữa, ta sẽ không tha cho muội đâu. Ta có thua Quynh cũng phải nhận ta mà. Đại sư Quynh.